bên ngoài để mua cái đồ lặt vặt linh tinh các bạn. Nhà tại khu vực của Tấn Lan này là quá giàu luôn các bạn, quá giàu. Cửa hàng Tấn Lan trong này mấy cái nhà thấp thấp cất theo kiểu modern biệt thự nhà nhỏ các bạn. Hai cái nhà ở đằng kia đấy, dùm lại mấy nhà cho anh em xem. Nhìn nhà đơn giản biết nhà giàu ha. Đây một cái nữa các bạn, đi tham quan tí xíu các bạn, tham quan lung tung tí xíu. Nguyên cái khu vực này rộng thênh thang này là của một chủ rồi đó. Của một chủ Tấn Lan, rộng thênh thang luôn, bến bãi luôn rồi. Một cái bến bãi rộng thênh thang luôn là của Tấn Lan. Ra ngồi kia có cổng khóa lại. Nói với nhà nè các bạn, nhìn nhà là rất nhà giàu rồi. Cây cảnh quá giàu à. Đó, ra ngồi này họ khúa cộng lại luôn là xong. Bên này có ổ kéo ghe nè. Ngày xưa chè dọc dọc là mấy cái ổ này đóng ghe nhiều lắm. Ra ngồi cửa hàng này thử coi. Đây các bạn, sát bên có cái ổ kéo ghe quá lớn luôn mà nãy giờ mình không biết các bạn. Cần kéo sát bên luôn. Bên trong nhiều ghe đang kéo lên ổ nè mọi người. Này thuộc xã Tam Quan Bắc nha. Có chiếc này 99986 đây. Quá to luôn. Mấy anh em làm ghe bây giờ chạy gì lần lần hết trơn à. Có chiếc này ừ quá. Đi lại gần khám phá luôn nha các bạn. Hơi mệt, vô đây bán ké nhiều. Sáng giờ làm cả đêm, sáng giờ ngủ á. Được hơn tiếng nha, còn hơi mệt, làm biến đi. Quay clip có anh em xem chơi không, không đăng bài anh em buồn. Xã Tam Quan Bắc nha các bạn. Ghe này đang chè ra đã trích keo. Ghe này từ hồi giờ chưa trích keo. Muốn tiết sơ sơ dài phỉnh. Nhìn nó to bự khổng lồ. Chiếc giữa đây đang chè ra trích keo, mới có bao keo và chưa trích ha.
Trước này trước keo được đoạn, giờ chè ra trước hết luôn. Mà nghiệp làm sao hàng năm tu bổ nhiều tiền các bạn. Ghê dài dở sợ dài. Dài nó to nó rơm dở sợ các bạn. Lại gần luôn, khám phá cho anh em mình xem nha. Ghê chè ra bê nguyên tinh luôn các bạn. Không có hư miếng lá bê nào hết. Từ trên xuống dưới luôn. Cái lông cốt giờ sợ lông cốt. Trét cái lông cốt trước rồi. Bốn cánh nè. Sau lái có chữ Hưng nữa các bạn, số điện thoại nữa. Mâm lái gác mâm lái tí xíu à. Ghe lớn mà làm cái mâm lái như thế này quá mỏng manh luôn các bạn. Làm mâm lái với cái sọ lái quá nhỏ. Anh em thông cảm nha, mình thấy như thế nào mình tải cho anh em trong clip xem như vậy ha. Phía bên trên chiếc này nhìn làm nó quay đêm vừa làm nè các bạn. Trước kia nhìn to và nó thô kịch quá. Trước này nhìn cân đối đẹp nè các bạn. Trước này nếu mà hà thủy là nhìn đẹp nè. Nhìn rất là cân đối ghê ha. Trên kia còn bãi kéo ghê nữa các bạn. Dài, khu trong này nó dài, nó rộng. Nó nhiều quán nữa. Bãi kéo ghe quá dài, quá rộng. Chu chè. Có một chiếc kia kia mẫu lại quắc lại quơ lắm. Đi lên nó chắc mỏi chân. Chiếc này xoay lái lại rồi. Chiếc kia khỏe cái lái quá là. Chiếc đó mẫu Vũng Tàu, mẫu Thái Lan.
ngộ không các bạn, chứ cái nhìn ngộ. Phía bên ngoài nè, tiếp tục ghe tàu liễn liễn luôn. Anh em Quảng Hải còn neo đầu ở đây. Xin chào và tạm biệt anh em nha. Mình quay thoáng thoáng qua dài clip cho anh em mình xem chơi thôi, chứ cũng không có thời gian để quay nhiều nha. Mãi yêu anh em tam quan Bắc nha.